Rồi thân mến chào anh em đam mê cá cảnh nha. Bữa nay quay một số dòng cá mà bên tiệm mình đang có nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì có thể ghé sang tiệm để mình tham quan nha. Ưng ý thì mua ủng hộ. Thì tiệm mình nằm ở ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh nha. Địa chỉ tiệm thì mình có để ở trên màn hình nha. Anh em nào ở gần thì cứ đến xem chơi, ngắm cá rồi. Đây là cái dòng cá tai tượng Albino. Nói chung tiệm mình thì bán giá rất là hữu nghị luôn, anh em cứ đến trực tiếp tham quan. Tai tượng Albino dòng này cực kỳ dễ nuôi luôn, nó sống rất là khỏe luôn, không cần phải tốn kém nhiều oxy gì hết, không bật cũng được. Nếu như mình nuôi hầu rộng thì nó mau lớn dữ dằn thôi, đã lắm. Tai tượng Albino. Kế bên đây là dòng chép sư tử. Đây chép sư tử trắng nè. Size này size mini nha, size 6 xăng. Anh em nào cần tìm chép sư tử thì cứ đến đây ủng hộ nha. Giá cực kỳ mềm luôn. Chép sư tử. Sư tử trắng. Size mini 6 xăng. Đây. Sư tử vàng cam. Bên mình thì sư tử thì nó cũng tương đối cũng có nhiều, anh em cứ đến lựa nha. Sư tử nữa nè. Anh em yêu thích dòng cá vàng Ranchu hoặc Oranda thì bên tiệm mình có size rất là nhiều nha. Ranchu có size mini, size nhỏ rồi một ngón hai ngón rồi anh em cứ tới lựa. Này Ranchu này size 2,5 ngón. Cái này à. Oranda. Phía dưới này thì dòng ngũ sắc cánh bòm. Cánh bòm này anh em cứ nuôi thủy sinh thì mình tới đây mình lựa nha, đủ loại màu hết luôn, xanh đỏ vàng tím gì cũng có hết. Đủ màu anh em mình lựa chọn. Cực kỳ đẹp ha. Cá rẻ nhưng mà màu sắc thì cực kỳ sặc sỡ luôn. Đây, kế bên đây là dòng ông tiên. Tiên cánh bòm vàng. Cánh bòm tím. Tím với lại màu đỏ cà ri. Sư tử nữa nè. Nằm một bầy nho nhóc nè. Đã chưa? Để chân nha. Đây còn dưới đây là size mấy em Ranchu size một ngón nè, ngón rưỡi rồi Ranchu bơi tung tăng đã chưa. Ranchu có nhiều lắm, rất là nhiều Ranchu mini luôn, anh em mình tới lựa thoải mái nha. Anh em yêu thích những cái dòng heo nước thì cứ tới lựa nha. Đó, đây nữa nè. Lau kiến rồi cũng có rất là nhiều nha. Anh em là cần lau kiến về để dọn hồ, dọn bể cho sạch sẽ thì cứ đến nha. Lau kiến mini rồi. Đang ấp Atomia cho mấy con cá con nó ăn. Đây. Làm chu thì thôi bao la. Tai tượng nữa nè. Oranda nè. La hán siêu to. con la hán bự nè, anh em nào cần là vớt cái này nha, mình để giá rất là rẻ luôn. Chỉ có 3 xì mấy thôi, 300 mấy thôi. Một con này size chắc khoảng 4-5 ngón à, một bàn tay, size bàn tay à, dữ lắm. Đây heo nước nữa nè. Đây Ranchu của Oranda. Bơi tung tăng.
này chép sư tử vàng nè, sư tử mini vàng. Phía dưới này thì anh chu rất là nhiều nè. Đây. Bơi tung tăng nhúc nhích luôn. Này guppy dòng tobat. Và lưu tobat. Đây có cái dòng này đang hót nè. Dòng Moli Latinum đuôi én. Anh em nào có thích Moli thì cứ tới lỡ ủng hộ nha. Đây có Moli dòng mới nữa nha. Moli vàng. À, nó bụng đó. Bụng nó úp nút rồi, chắc một con này cũng sắp đẻ rồi. Nút uống nào uống nặng luôn. Đây là một dầu Moli nữa nè. Này size lớn, size sinh sản nè. Phía trên này thì mình có dòng Ali nha, Ali Thái. Dòng này khôn cho nó ăn là khôn bu, bu nho nhóc luôn. Con sọc đã y như cá biển, bu giòn lại rồi. Màu Ali luôn. Đây chép sư tử. Sư tử Panda. Con này đang sắp đẻ rồi. Rồi anh em có yêu thích dòng nào cứ tới ghé tiệm nha, ủng hộ nha.